Thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, giàu như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt vách, đón Tết 2025, linh đình, cực giàu có. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình khám phá đầy màu sắc và thử thách. Trên con đường đầy gian nan ấy, chúng ta sẽ gặp những cơn bão, những con đường gập ghềnh và những khúc quanh co khúc khuỷu. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta cũng sẽ tìm thấy cơ hội và sức mạnh bất ngờ. Đôi khi những biến đổi và khó khăn chính là những cơ hội để ta mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn. Giàu sang mà dễ, đời đã không ai nghèo khổ. Hạnh phúc mà dễ, cuộc sống ai muốn đơn độc một mình. Chính vì sự chiến thắng nó không dễ có được, nên việc phải trả một cái giá tương xứng trong khả năng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, quý anh chị sẽ thắng trong cuộc chiến của riêng mình, cuộc chiến mà không ai biết ngoài anh chị, dù anh chị là ai cũng mong chiến thắng. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ tới quý anh chị về tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong năm Ất Tỵ 2025, vượt qua khổ ải, trúng số phát tài, đổi đời giàu to. Xin mời quý anh chị hãy cùng chú ý theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Quý vị thân mến, Chuột là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp phương Đông và Giáp Tý là con giáp đứng đầu hàng can vừa đứng đầu hàng chi. Tính tình cứng cõi, nhiều tự hào khinh thế, Giáp Tý là mẫu người hoạt bát, lanh lợi, túc trí đa mưu. Cầm tinh con Chuột, Giáp Tý thông minh hơn người, dù trong bất cứ lĩnh vực nào. Từ thời trẻ, Giáp Tý đã vượt trội bạn hữu đồng trang lứa, cuộc sống của Giáp Tý nam mệnh ngay từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính vì thế, khi lớn lên, họ đã ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng người này chưa bao giờ chán nản và bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh, giúp họ vươn tới thành công. Tuy nhiên, vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý, bởi vậy, phải ngoài 40 tuổi, người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Nữ mệnh Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực, trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ Giáp Tý trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, nhưng thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường. Trong tình cảm, họ là người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân hạnh phúc, chuyện tình cảm rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Phụ nữ Giáp Tý số có tiền tài, cuộc đời gặp nhiều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn, càng trưởng thành thì đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở, có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, thành công thường chỉ đến trong phút chốc, mà chưa duy trì được lâu thì lại có khó khăn khác ập đến. Trong cuộc đời, ngoài 40 tuổi thì Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Giáp Tý rất giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn, phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh và sự nghiệp trong cuộc đời của nam mệnh Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định, gia đạo ấm êm, có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, có đôi lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, giữ gìn những mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Giáp Tý nói chung, trong năm 2024 chịu ảnh hưởng bởi vận khí chung, mặc dù gặp nhiều điều thuận lợi đó,
nhưng áp lực trong năm cũng rất cao. Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025 âm lịch, được trời Phật độ mệnh, Giáp Tý sẽ gặp may mắn với vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhiều điều tốt đẹp. Bất ngờ thời gian này nhất cử nhất động của Giáp Tý đều chịu sức chi phối mạnh mẽ của cục diện cát lành, vận trình vì thế chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp, tài lộc đều có. Có điều, sức khỏe của mệnh chủ không được lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này, điều này cũng gây bất lợi cho cầu tự. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch, người tuổi Giáp Tý 1984. Tuổi Giáp Tý cầm tinh con chuột, có ngày sinh dương lịch tử, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1984, đến ngày 20 tháng 1 năm 1985, can chi của tuổi Giáp Tý có nghĩa là ốc thượng chi thử, tức là chuột trên nóc nhà. Sinh năm 1984, mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển, năm 2025 là năm Ất Tỵ mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành ta có, mệnh kim của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2025. Thiên can của tuổi là Giáp, bình hòa với thiên can Ất của năm. Địa chi của tuổi là Tý, bình hòa với địa chi Tỵ của năm. Trong năm 2025 này, nam và nữ mạng Giáp Tý có nhiều cơ hội, may mắn song cũng có những khó khăn nhất định. Công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp, êm ấm. Tổng quan vận trình tử vi của anh chị tuổi Giáp Tý trong năm Ất Tỵ sẽ gặp may mắn tốt lành, điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định. Nếu được như vậy thì cuộc sống trong năm 2025 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Giáp Tý gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung, vừa tốt vừa xấu, chủ về vấn đề kiện tụng, giấy tờ. Sao này tương đối lành, chỉ thường gây ảnh hưởng đến những tuổi có tính cách bảo thủ vội vã, không biết lắng nghe. Nếu là người dĩ hòa vi quý, biết tiếp thu ý kiến từ người khác thì sẽ tránh được những cãi vã, thị phi. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Giáp Tý gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao này chủ về thị phi, hao tài, ảnh hưởng cho nam mạng nhiều hơn. Nên nữ tuổi Giáp Tý không phải quá lo lắng. Sao La Hầu sẽ gây khó khăn đối với tuổi Giáp Tý 1984, có tính hiếu thắng, tự mãn. Còn nếu là người biết đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, khiêm tốn với tài năng của mình, thì gặp thử thách nào cũng hóa nguy thành an, được mọi người kính nể và hỗ trợ. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Giáp Tý trong năm Ất Tỵ gặp hạn thiên la, vận hạn chủ về vấn đề tinh thần, mâu thuẫn, sức khỏe, do đó bản mệnh nên ưu tiên sức khỏe lên vị trí hàng đầu trong năm này, giữ năng lượng tích cực để không hao tổn phúc khí bản thân, đồng thời sinh hoạt lành mạnh, ăn uống thanh đạm, sinh hoạt theo giờ giấc quy củ sẽ giúp phòng tránh được bệnh tật. Với nữ mạng tuổi Giáp Tý trong năm Ất Tỵ này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạn về thị phi, tai tiếng, tinh thần, vì thế bản mệnh nên tu dưỡng nội tâm tích cực, sống hết mình trong hiện tại, không lo lắng tương lai, cũng không hối tiếc về quá khứ, giữ tâm thái bình tĩnh thì cuộc sống sẽ bình yên. Cổ nhân dạy, phúc từ tâm mà đến, họa từ miệng mà ra, lời nói của một người thể hiện trái tim của người đó, đồng thời có thể làm thay đổi vận mệnh của cả người nói và người nghe, người khéo ăn nói biết đối nhân xử thế sẽ dễ có được mọi sự như ý. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ mạng Giáp Tý trong năm 2025 là hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây. Năm có vận niên này thì tài lộc phong túc, gia đạo hạnh phúc. Trong năm này nếu bản mệnh siêng năng, vượt qua mọi khó khăn thử thách để kiên trì đạt được mục tiêu thì sẽ thành công rực rỡ. Nam nữ tuổi này có cơ hội gặp gỡ những người xuất sắc, chuyên gia trong cùng lĩnh vực để nâng cao chuyên môn, tầm hiểu biết của mình. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984, năm 2025 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Giáp Tý đang trên đà phát triển, nhờ được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, bạn sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vận vượng, được trợ giúp từ nhiều phương diện, rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh. Mặc dù đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Giáp Tý, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình, nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi. Làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới,
chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận đầu năm khá sáng nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước, các nguồn thu khá dồi dào. Đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính thức, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp chuyện tình cảm của tuổi Giáp Tý tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Tình cảm vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Về sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh có thể khiến sức đề kháng giảm sút, bản mệnh dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa. Bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện thể chất. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Tý 1984, năm 2025 âm lịch. Trong thời điểm mở đầu năm Ất Tỵ 2025 âm lịch, tiến trình sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý có những bước đi lên đáng kể, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Điều này tạo ra động lực rất lớn để bản mệnh luôn luôn phấn đấu vươn lên. Tháng này mệnh chủ được cục diện nhị hợp che chở, điềm báo rất vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Ngay từ đầu năm mà công việc đã đi đúng quỹ đạo mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn cả năm cũng sẽ rất thuận lợi. Đây quả là tin mừng mà tuổi Hợi luôn mong mỏi. Mặc dù đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Giáp Tý, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ, dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm, như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân. Hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn để thử xem bạn có thể tiến xa tới đâu, bứt phá khỏi giới hạn an toàn và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Xem phi tinh đầu năm, các tinh lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở phương Tây Bắc, đây được coi là hướng vượng nhân khí, tài khí. Bản mệnh có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy có lợi cho công việc như biểu tượng tháp văn xương, quả cầu phong thủy sẽ có tác dụng thúc đường công danh, sự nghiệp thêm phần hanh thông. Xét phương diện tài lộc tuổi Giáp Tý 1984, năm 2025 âm lịch. Xem tử vi tuổi Giáp Tý âm lịch về tài lộc nhận thấy, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui đầu năm mới này, cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước, các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Tháng đầu năm thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất, khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp. Nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ, cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý, lại thêm cát khí vây quanh, cuối cùng đâu sẽ vào đó, đạt kết quả mãn nguyện. Tài khí đương lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập với con giáp này. Nhất là khi đầu năm bản mệnh sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Phi tinh tháng nhận thấy có bát bạch chủ tài tinh nhập cung Đông Bắc, bạn nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này của phòng khách, ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh, buôn bán. Xét phương diện tình duyên tuổi Giáp Tý 1984, năm 2025 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Tý đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển biến tích cực, sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện, giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm. Đặc biệt là nữ mệnh, bản mệnh tâm tình vui vẻ tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ,
hoặc qua giới thiệu mai mối. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Đầu năm mới, sao Nhất Bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc. Nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Xét phương diện sức khỏe tuổi Giáp Tý 1984, năm 2025 âm lịch. Bước sang tuổi 42, đã đến lúc anh chị tuổi Giáp Tý phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Mệnh chủ không nên lao động quá sức, mà cần tập trung lên kế hoạch chăm sóc cơ thể một cách nghiêm túc, cẩn thận. Mỗi ngày anh chị tuổi Giáp Tý nên vận động với cường độ vừa phải, như đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh rất tốt cho cơ thể, sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, sẽ giúp khí huyết lưu thông, năng lượng dồi dào. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. Đối với nam mạng Giáp Tý, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau. Thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng Giáp Tý, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2025. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời.
về tâm linh để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, sau giao thừa hay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, người Việt có phong tục mời người đến xông đất cho nhà mình. Ông cha ta thường chọn người hợp tuổi, hợp mệnh, thành đạt, mạnh khỏe, tốt tính, với ước mong được hưởng may mắn do người xông nhà đem đến. Theo tam hợp, thân Tý Thìn và nhị hợp, Tý Sửu, bản mệnh giáp Tý 1984 nam mạng, nên chọn các con giáp tuổi, thân, thìn, sửu. Đến xông nhà sẽ rất hợp tuổi, bên cạnh đó người xông đất cho gia chủ tuổi giáp Tý mà có mệnh thổ cũng rất tốt, vì thổ sinh kim trong ngũ hành. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi giáp Tý. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi giáp Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Đinh Hợi 2007, tốt, Đinh Hợi 1947, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Đinh Sửu 1937, tốt, Nhâm Thìn 2012, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi giáp Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Mậu Ngọ 1978, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Mậu Tý 1948, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Mậu Tý 2008, không tốt, Canh Dần 1950, không tốt, Kỷ Hợi 1959, không tốt, Canh Dần 2010, không tốt, Kỷ Hợi 2019, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng thưa quý vị, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn. Tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi, con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp, giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao, hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn. Do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng, đặc biệt khi đến gần tuổi trung niên chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi, nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được, còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi, thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm. Chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có, dù sao cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ, hạnh phúc, đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy, mà tham lam lại là một cái bẫy chết người. Nếu con người không thể sống an yên, trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá. Sau đó mới nhận ra bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự, đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình.
âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh, tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị của riêng mình, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ, do đó không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót, giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, khi còn trẻ ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta, từ bỏ tâm lý ganh đua, sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân, như vậy tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng, đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra, vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng, cho nên hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng nói xấu người khác, một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ. Vì khi càng trưởng thành càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân, thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích, vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng, nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.